Giao ước của Thượng Đế với Abraham. Truyện này có tựa là Kẻ Giữ Thành, truyện Do Thái, truyện cổ Do Thái, ý nói truyện dân gian. Truyện này nói về vào thời khởi thủy, nói về Abraham. Abraham, người Do Thái và người Ả Rập xem ông là tổ tiên của họ. Đây là nói về Abraham, rằng Chúa thương ông rất nhiều nên Chúa đã nói với ông như vậy. Bởi vì họ đặt nó trong dấu ngoặc kép. Họ chưa nói gì cả. Tôi chỉ đọc theo thôi. Và sau đó tôi có thể giải thích. Rồi, bây giờ đây là những gì Thiên Chúa nói với Abraham. Ngươi yêu sự công chính và ngươi ghét sự gian ác. Do đó, Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã chọn sức dầu cho ngươi. Sức dầu, đó là từ ngữ họ dùng. Sức dầu ở đây. Thế nên cả ngươi và dầu, nghĩa là sự sức dầu đều vui. Bởi vì ngươi được sức dầu nên ngươi rất vui. Ta đã đề bạt ngươi lên trên tất cả những người gọi là ngang hàng với ngươi. Có lẽ họ là những công dân tương tự hoặc ai đó, cùng một địa vị, nhưng ông ấy ở trên tất cả họ. Đó là lời Thiên Chúa nói với ông. Ồ, nhưng điều này có trong Kinh Thánh. Thi Thiên 45:8. Cụm từ này đã được mô tả về Abraham, người yêu Chúa dưới đôi cánh của Shekinah. Có người Do Thái nào ở đây không? Quý vị muốn nghe truyện Do Thái? Shekinah nè. Tôi biết rồi, đó cũng là một trong những danh hiệu mà mọi người gọi Thiên Chúa khi Thiên Chúa phải xuống trần để hướng dẫn, để dẫn dắt dân Do Thái dưới dấu hiệu gì đó như mây, các đám mây. Hoặc có thể là ngọn lửa trong bụi rậm khi dân Do Thái đi lạc, đi bộ và tìm kiếm miền đất hứa của họ 40 năm trong sa mạc, trong hoang dã. Hoặc có thể xuất hiện như ánh sáng trên nóc lều của họ, hoặc có thể xuất hiện trong nhà thờ của Israel, Jerusalem. Đó là ý nghĩa của Shekinah, Thiên Chúa. Họ gọi Thiên Chúa như thế cũng giống như người Hồi gọi Thiên Chúa là Allah, phải không? Vào thời đó, Abraham thường chiêm nghiệm và tự nhủ, chúng ta để cho bản thân phải quy phục công việc tay chân đến bao lâu nữa. Thật không thích đáng khi phục vụ và quy thuận bản thân cho bất cứ cái gì khác với đất, vì đất sản sinh hoa trái, giữ chúng ta sống còn. Nhưng khi thấy đất cần phải có mưa, nếu trời không có mưa thì... Abraham nói, nếu trời không mở ra để cho mưa được phép rơi xuống, đất cũng chẳng sản sinh gì. Abraham liền đổi ý và nói, ông nghĩ rằng bất cứ gì khác đều thuộc về vật chất, không gì tốt hơn đất cả. Vì đất sản sinh vô số hoa màu dinh dưỡng nuôi sống chúng ta. Nhưng rồi ông lại nghĩ, không, nhưng đất cần mưa, nên ông nghĩ đất cũng không phải hạng nhất, tôi đoán vậy. Rồi ông nghĩ chỉ có các tầng trời mới xứng đáng để chúng ta thờ phụng. Vì trước đó ông nghĩ, ồ, vạn vật chỉ dùng để chăm sóc cho thân thể này, thật không đáng. Làm việc chỉ để kiếm gì đó ăn, hoặc sống còn, thật không đáng. Thế nên đất tốt hơn, chúng ta nên tập trung thờ phụng đất, không thờ phụng thân thể này, không chăm sóc thái quá cho thân thể. Và rồi sau đó ông lại nghĩ, ồ, nhưng đất cần mưa. Nên giờ ông nghĩ, nếu trời không mở ra để cho mưa được phép rơi xuống, đất cũng chẳng sản sinh gì. Do đó ông nghĩ trời xứng đáng để thờ phụng hơn. Thế rồi ông lại thấy mặt trời trên bầu trời. Ông lại nghĩ, ồ không, mặt trời ban cho toàn thế giới ánh sáng và màu sắc rực rỡ, khiến cho cây cối và quả trái cùng vạn vật tăng trưởng. Thế là ông nói, vậy thì chỉ có mặt trời mới xứng đáng để chúng ta thờ phụng. Nhưng rồi mặt trời lặn, ông lại nghĩ, hả, thế à, nếu thế thì mặt trời không thể là thượng đế, không phải là thần linh cao cấp, ý ông là vậy. Nên mặt trời cũng không đủ xứng đáng để ông tôn thờ. Kế đó Abraham suy nghĩ và cân nhắc. Rồi ông thấy mặt trăng ló dạng, và rồi nhiều ngôi sao lấp lánh xinh đẹp trên bầu trời, chiếu sáng đêm đèn. Nên ông nói, ồ, mặt trăng và các ngôi sao mới xứng đáng để chúng ta thờ phụng. Nhưng rồi mặt trăng cũng lặn.
Trăng thỉnh thoảng lặn trong đêm. Rồi ông nói, ồ, vậy mặt trăng cũng không đủ xứng đáng cho chúng ta thờ phụng như Thượng Đế, như Thánh Linh. Họ gọi là Đức Thánh Linh, nhưng ý là Thượng Đế toàn năng. Và rồi Abraham cứ tiếp tục tìm kiếm, suy nghĩ hoài, suy nghĩ mãi. Và rồi ông thấy mặt trăng lặn và sao mai xuất hiện. Ôi trời ơi, ở Thái Lan, tôi thấy một sao mai, chưa bao giờ thấy sao mai lớn như vậy trước đây. Tôi chưa bao giờ thấy ở đâu có sao mai lớn như vậy. Rất sáng và rất gần, như thể mình có thể chạm vào nó nếu dùng cầu thang hay bậc thang hay gì đó. Rất lớn, rất sáng. Tôi không biết, lớn khoảng này như bàn tay tôi, ngay trước mặt tôi, và đó là nơi tôi ở. Buổi sáng tôi thấy sao mai, mỗi ngày, và tôi nghĩ, ồ trời ơi, tôi không nhớ trong suốt đời mình, chưa từng nhìn thấy sao mai lớn như thế này, rất sáng và rất lớn, quá lớn từ trước tới nay. Nên khi sao mai này, tôi không chắc tôi không ở đó vào lúc Abraham nhìn nó, nhưng khi sao mai mọc, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao khác lặn, nghĩa là gần sáng rồi nên chúng mờ dần. Nên ông nói, ồ vậy thì mặt trăng và các ngôi sao cũng không phải là Thượng Đế, không phải cho chúng ta thờ phụng, nghĩa là không phải đấng tối cao. Vậy đây không phải là nhà lãnh đạo của chúng ta, nghĩa là nhà lãnh đạo tâm linh, Thượng Đế toàn năng. Tại sao khi sao mai mọc thì sao khác lặn? Ông cứ thầm nghĩ như vậy. Và họ đã viết điều gì đó ở đây, có lẽ từ tác giả. Nói, loại hiện tượng hay sự kiện này, chúng ta có thể so sánh giống như người nào đó đi bộ trên đường phố, trên đường, và rồi thấy một tòa thành vô cùng lớn, sừng sững, uy nghi ở đó. Và rồi, du khách trên đường muốn đi vào bên trong, nhưng ông ấy đi đi lại lại xung quanh tường thành, nhưng không thể tìm thấy lối vào nào. Do đó ông ấy cứ gọi, càng lúc càng lớn tiếng, xem có ai ở đó để mở cổng hay chỉ đường cho ông. Nhưng không ai trả lời. Và rồi ông thấy phía trên tường thành treo một mảnh vải trắng. Rồi ông tự nhủ, ồ, nhất định trong thành này phải có người trong thành này. Bởi vì nếu không có ai ở đây, tại sao mảnh vải này treo ở đó và mảnh khác được lấy đi, hoặc một mảnh được lấy đi và mảnh khác thay thế nó. Và rồi người bảo vệ tòa thành này nhìn thấy du khách rất lúng túng và hơi bối rối, vì vậy người bảo vệ thành nói chuyện với ông. Tại sao ông lo lắng nhiều vậy? Tôi ở đây, là người bảo vệ của thành này. Rất tương tự với Abraham. Đây có lẽ là lời bình của tác giả. Nói, rất tương tự với Abraham khi ông thấy điều gì đó biến mất và điều gì đó khác xuất hiện, thì ông nói, nếu không ai kiểm soát, sắp xếp hoặc chỉ đạo, nếu không có ai chỉ đạo đằng sau nó, thì cái sự đến và đi này không thể xảy ra. Quý vị biết như cái gì đó đến, cái gì đó đi. Do đó chúng ta không nên bái lại và thờ phụng những thứ này, nhưng chúng ta phải thờ phụng đấng ở đằng sau nó, đấng kiểm soát nó, đấng sắp xếp nó, hoặc đấng cai quản tất cả những thứ này. Và rồi Thượng Đế, Đức Thánh Linh Thiên Nhất, đó là lời họ nói ở đây, nghĩa là Thượng Đế. Thấy rằng Abraham rất rúng túng, rất bối rối, nên Ngài phán với Abraham, người yêu sự công chính và ghét sự gian ác, ta bảo đảm với ngươi rằng ta sẽ sức giàu cho ngươi, hầu để thăng cấp ngươi lên trên tất cả mọi người, tất cả các thế hệ phía trước, trước và sau ngươi. Ngài nâng ông lên trên tất cả các thế hệ, đó là lời Ngài nói. Thượng Đế có bao giờ nói với quý vị điều đó chưa? Dạ không. Có lẽ Ngài nói nhưng quý vị quá bận, làm việc truyền hình vô thượng sư réo hoặc sau đó. Khi không bận thì quá mệt, không có thời gian. Thôi được rồi, không còn nữa sao? Văn hóa dân gian này, họ nói, là một trong những chuyện đó, nói về Abraham đã nhận ra sự hiện diện của một vị Thượng Đế, của Thượng Đế duy nhất trái ngược với tất cả các hệ thống thờ phụng tự nhiên khác trước đó. Quý vị biết, như nhiều vị thần thời bấy giờ, thờ phụng nhiều vị thần và nhiều hệ thống tôn giáo thời đó. Ở đây, thời điểm mà Abraham thức tỉnh, đó là thời điểm chín mùi,
Trong tất cả những chuyện khác trước ông, nó sẽ giống như chuyện tuổi mới lớn, thời gian mới phát triển của tôn giáo, hoặc có lẽ sự thức tỉnh nào đó qua sự hiếu kỳ của người nào đó. Bởi vì tâm trí của quý vị nhưng không biết sự thần kỳ bí ẩn của vũ trụ, của Thượng Đế. Thượng Đế của Abraham và người Do Thái gọi là Yahweh và chỉ được viết như YHWH. Vì vậy, Yahweh hoặc YHWH là cách chính thức để gọi, để thưa với Thượng Đế hay Thánh Linh của người Israel. Và theo quan điểm của tín đồ Công giáo, từ này cũng tượng trưng cho con người, nhân loại. Từ ngữ đó đã được dùng, đã được chuyển ngữ sai, theo lời tác giả, không phải tôi. Tôi không bình luận. Ở đây viết, theo tín đồ Công giáo, vì chuyển ngữ sai, họ nói đó là Jehovah. Nhưng ban đầu, từ đó là Yahweh. Giao ước của Thượng Đế với Abraham phần 3. Có lẽ điều này có nguồn gốc từ người Israel ở chân núi Sinai, khi được tiết lộ cho Môsê. Mặc dù chúng ta vẫn có thể tìm thấy trong một số thánh điển cổ xưa, kinh thánh, trong điều này, ồ khó quá trời ơi. Tôi nghĩ tôi chịu thua ngay từ truyện đầu tiên rồi, khi tôi đọc thì thấy dễ, chỉ là khi vừa đọc vừa phiên dịch, cùng lúc với đọc, bởi vì đây nói về học thuyết tôn giáo và một số thuật ngữ của tôn giáo. Trong sách này, thuật ngữ Công giáo bao gồm ba tôn giáo, đạo Do Thái, đạo Công giáo, có nghĩa là đạo Cơ Đốc và đạo Hồi. Đấng A-la cũng là một danh hiệu mà người Hồi giáo thường dùng khi thưa với Thượng Đế của Abraham, cũng là Thượng Đế của chính họ, người Hồi giáo. Hồi giáo và người Do Thái, cả hai đều tưởng nhớ Abraham như tổ tiên của chính họ. Có lẽ bởi vì trong quá trình lịch sử, một số người Do Thái đi lang thang khắp nơi và rồi kết hôn với một số tín đồ Hồi giáo. Và do đó hoặc có lẽ một trong những vua của họ, có lẽ trong những truyền khác họ sẽ cho quý vị biết thêm. Và họ kết hôn trong một số cộng đồng tôn giáo hoặc quốc gia khác, rồi con cái ra đời. Do đó cả hai dân tộc đều thờ phụng Abraham như đấng tổ phụ của chính họ. Một đức cha của hai dân tộc hay nhiều dân tộc. Nhiều người tranh luận về ý nghĩa của danh hiệu Yahweh. Yahweh được viết ở đây. YHWH. Nói chung, từ ngữ đó nên được hiểu như đấng làm cho vạn vật hiện hữu. Đấng ban đời sống cho bất cứ gì hiện hữu, cũng có nghĩa là đấng đã hiện hữu. Đấng hiện hữu và ta hiện hữu. Ta có nghĩa là Thượng Đế, ta hiện hữu, ta là như vậy hay ta là thế. Có thể được chuyển ngữ như vậy. Được hiểu một cách tổng quát rằng Thượng Đế đó, Thánh Linh Thần Bí đó không muốn tự tuyên bố. Ngài chỉ nói ta là như vậy. Nên họ đã viết YHWH. Không thể phát âm, mà được phát âm như một chữ Hebrew đại khái vậy. Vậy nên bốn chữ cái này là vô cùng linh thiêng đối với người Do Thái. Chỉ giáo sĩ tối cao mới có thể phát âm danh hiệu này của Thượng Đế trong một phòng bí mật rất linh thiêng trong đền thờ linh thiêng nhất của Jerusalem. Chỉ vào ngài đền tội. Đền tội là gì tiếng Anh? Tại sao quý vị nhìn nhau? Cảm ơn nhiều ha. Tìm người Âu Lạc Việt Nam. Lợi ích gì? À, thôi được rồi. Nghĩa là ngài mình chuộc tội lỗi của mình. Là thế đó. Ngài chuộc tội, đúng vậy. Chỉ là tôi không biết làm sao để rút gọn, để đơn giản hơn và chuyên nghiệp hơn. Quý vị phải lắng nghe sư phụ của quý vị. Chỉ là khi tôi dịch, rất khó. Ngài chuộc tội. Tưởng tượng xem, giáo sĩ chức cao, giáo sĩ tối cao được chỉ định vào lúc đó, nơi đó mới có thể phát âm các danh hiệu của Thượng Đế để chuộc tội cho quý vị, rửa tội cho quý vị. Tưởng tượng coi, ngài đó là ngài nào? Ngài Tâm Ấn. Ngài Tâm Ấn. Thấy chưa, chúng ta không nên niệm danh hiệu của Thượng Đế lớn tiếng mỗi ngày, nhưng mặc niệm. Và chỉ người được chỉ định, người đại diện của tôi, người xuất gia của tôi, sẽ nói với quý vị các danh hiệu vào lúc Tâm Ấn. Bây giờ nhớ chưa?
Dạ. Chúng ta không niệm các danh hiệu cho người khác nghe, và chỉ trong phòng linh thiêng, phòng nào được chọn để tâm ấn, đó là phòng linh thiêng và bí mật, phòng bí mật. Và chỉ quý vị và linh mục cao đẳng sẽ biết các danh hiệu vào lúc đó, thấy không? Chiều nay sau đó bỗng nhiên, rất mệt và trong lúc đó cảm thấy buồn vô cùng. Chỉ một lúc thôi, nhưng rồi thiền định làm tan đi. Tôi không có thời gian để kiểm tra tại sao. Chắc phải có lý do. Khi tôi thường có những điều bất ngờ xảy ra, sốt bất ngờ, cảm lạnh đột ngột, lạnh đến thấu xương, không có lý do. Trong phòng ấm, không có gió, có máy sưởi đủ thứ mà vẫn lạnh, như mình đang ở Bắc Cực, không có quần áo ấm. Đôi khi như vậy, hay đôi khi bị sốt, hoặc đôi khi buồn bất chợt, đôi khi phiền muộn, đôi khi đau đớn. Đây chỉ là tạm thời, chỉ như đời sống của mình, tạm thời. Mỗi ngày tôi đều nhớ rõ, cuộc đời của chúng ta rất vô thường, rất tạm bợ. Mình nói tới đâu rồi? Khi người Do Thái đọc Kinh Thánh, họ sẽ không đọc bốn chữ đó, mà họ thay thế nó với danh hiệu Adonai, nghĩa là Thượng Đế Toàn Năng. Thượng Đế Toàn Năng, vân vân, Thượng Đế Tối Cao, Thượng Đế Linh Thiêng, Thượng Đế Thánh Thiện. Yahweh cũng là Thượng Đế của tín đồ Công giáo, của tín đồ Cơ Đốc giáo, bao gồm người Do Thái. Tín đồ Do Thái, Công giáo và Hồi giáo theo sách này. Thượng Đế là Toàn Năng, vô sở bất tại, vân vân và vân vân. Cho nên chỉ là điều gì đó, sự hiện diện trừu tượng nào đó, sự hiện diện thánh thiện để chúng ta có thể biết cách tôn thờ, có sự hiện diện nào đó, thánh đức nào đó để tôn thờ. Tôi chỉ đọc ra từ sách, ráng dịch càng nhiều càng tốt, càng chính xác càng tốt. Ngài, Thượng Đế duy nhất, Thượng Đế duy nhất, Thượng Đế tối cao, Thượng Đế toàn năng, vô sở bất tại, vô sở bất năng, vô sở bất tri. Làm ra, tạo ra vũ trụ. Ngài vô cùng nhân từ, nhưng Ngài cũng vô cùng nghiêm khắc. Và để cho chúng ta cảm thấy kính sợ Ngài. Vì vậy đôi khi mọi người nói, hãy kính sợ Thượng Đế. Bởi vì Ngài nhìn thấy mọi điều, Ngài biết mọi điều. Quý vị không thể làm bất cứ gì trong bóng tối mà Thượng Đế không biết. Nên họ nói, hãy kính sợ Thượng Đế, nghĩa là đừng làm điều gì sai. Chúng ta phải làm điều công bình và đạo đức và chính trực, bởi vì Thượng Đế, đấng vô sở bất tri, Thượng Đế nhìn thấy mọi điều. Đó là của tôi, đôi khi từ sách, đôi khi từ tôi, không quan trọng, phải không? Cũng được chứ, không có gì sai. Ngài, Thượng Đế luôn linh thiêng và kỳ diệu, thần kỳ, vi diệu, vô cùng linh thiêng, rất thánh thiện đối với con người. Ngài luôn làm việc trong lịch sử. Trong lúc Ngài, nghĩa là sự hiện diện của Ngài, thánh đức của Ngài, vô sở bất năng, vô sở bất tại của Ngài, đã luôn là. Bởi vì đôi khi khó dịch từ tiếng Âu Lạc, tiếng Việt sang tiếng Anh, mặc dù ý nghĩa giống nhau, nhưng họ thay đổi sau đó. Nên vô sở bất tại của Ngài, các hoạt động hiện diện của Ngài đã luôn luôn có trong lịch sử của người dân Israel, là người Ngài đã chọn, và cũng trong lịch sử của loài người, để tất cả sẽ nhìn về cùng một hướng, cùng nhau, cùng một hướng. Nghĩa là phải luôn luôn nhớ Thượng Đế và làm điều chính trực. Vì vậy, qua Abraham, Yahweh có giao ước với Israel. Nghĩa là Thượng Đế có một giao ước với con người, chứ không phải ngược lại, không phải như con người tạo ra giao ước với Thượng Đế. Bởi vì nếu người Israel tôn kính, kính sợ Ngài và thờ phụng Ngài như Thượng Đế duy nhất, và ngoài ra giữ tất cả luật, tất cả giới luật Thượng Đế đã ban, thì do đó Thượng Đế có một giao ước với họ. Và rồi đây là những lời Thượng Đế nói. Từ ta, từ Thượng Đế. Từ ta, đây là giao ước của ta với con. Con sẽ là cha của vô số chủng tộc con người. Có nghĩa là của nhiều dân tộc, đó là những gì họ dịch ngày nay. Con sẽ là cha của nhiều dân tộc. Không ai sẽ gọi con, họ sẽ không gọi con tên gì khác ngoài Abraham. Ồ, tên của ông trước đây là Abraham, A-B-L-A-M. Bây giờ mọi người nên gọi con là Abraham, A-B-L-A-M.
S-A-M, chỉ dài hơn, có lẽ tôn kính hơn, trang nghiêm hơn hay gì đó oai nghiêm hơn, vì giống như vua. Tên của vua bình thường là dài, đôi khi họ gọi ngắn lại. Ngày nay họ thậm chí không gọi là vua hay hoàng hậu. Không, không. Ngày nay đa số mọi người, họ không có lòng tôn trọng như vậy với quân chủ hay tổng thống của cái này, cái kia. Tôi cảm thấy rất buồn. Bởi vì tôn trọng một người như một tổng thống hay hoàng tử hoặc hoàng hậu sẽ không hạ thấp quý vị. Trái lại sẽ nâng cao quý vị, sẽ làm quý vị trông như người có học, không chỉ rất lịch sự, nhưng rất tính cách của người này là gì? Lịch thiệp, có văn hóa, có văn hóa, đúng rồi, có học thức. Người có văn hóa và có học thức. Một người có học thức, một người có tính cách rất cao quý, rất tự trọng, bởi vì tôn trọng người khác không có nghĩa là mình thấp kém. Không, không phải như thế. Ngày nay tôi cảm thấy thế hệ chúng ta thiếu một số phép lịch sự. Đôi khi họ không gọi nữ hoàng là nữ hoàng đáng kính. Có lẽ không cần nói dài như vậy, nhưng cũng có thể nói nữ hoàng thay vì cọc lóc Elizabeth. Tổng thống Trump hoặc Tổng thống Reagan thay vì chỉ Reagan này, Reagan nọ. Ngay cả gọi họ bằng tên cọc lóc, như tôi thấy trên TV, không phải TV mà trong iPhone của tôi, có một số tiêu đề và một số tiêu đề họ đăng một câu chuyện rất dài với đầu đề. Đầu đề không dài lắm, phân nửa. Tôi hầu như không đọc cả truyện, chỉ đọc đầu đề và rồi một số lời giải thích bên dưới là đủ cho tôi biết cả câu chuyện rồi. Nếu tôi cứ đọc mọi bản tin, toàn bộ nội dung thì sẽ không bao giờ có thời giờ ngồi đây, nói chuyện với quý vị ngay cả giữa trưa, nửa đêm, hoặc làm tất cả công việc mà quý vị chuyển cho tôi qua máy điện toán mỗi ngày như sách, giống như nhiều sách. Không chỉ là các văn bản mà là sách, bởi vì rất nhiều, và một số văn bản rất dài. Nhớ khi quý vị in văn bản cho tôi không? Một chương trình thôi, lớn cỡ này, biết không? Trang lớn và dày cỡ này, và nhiều, rất nhiều trang, tất cả đều lớn, rất lớn. Ồ, đóng giấy lớn cho tôi để ký, để xem, để chỉnh sửa, để phẩm bình, hoặc để ngủ trên đó, ngủ trên đống giấy đó. Đôi khi chỉ quá mệt, mắt rất mỏi, tôi cứ ngủ khi làm việc, không hề ngượng ngùng. Tôi kể quý vị nhiều lần rồi, không nhiều lần lắm, nhưng đôi khi tôi ngủ, phải thú nhận vậy. Tôi cũng không khá hơn quý vị, có lẽ quý vị ngủ giỏi hơn tôi, nhưng tôi cũng chẳng hay hơn, bởi vì quý vị núp đâu đó, quý vị ngủ, không ai thấy. Phần 4. Nên Ngài nói, ta sẽ để con làm cha của nhiều, nhiều chủng tộc người. Ta sẽ khiến cho con có nhiều, nhiều con cái. Con cái. Ta sẽ khiến con. Vị Thượng Đế này tiếp tục nói với Abraham. Bây giờ ông là Abraham nhé. Không phải Abraham nữa, mà là Abraham. Cha Thượng Đế kén chọn quá. Và Ngài cho tôi danh hiệu không được oai như thế. Abraham. Còn tôi, tim cô tu. Tôi cười thầm nhiều lần, nghe như chàng trai láng giềng. Thôi kệ, danh hiệu thôi mà, có gì đâu. Nhưng Thượng Đế quá tỉ mỉ, thấy không? Ôi chào! Ngài có vẻ rất chính xác, không thể gọi là Abraham, mà là Abraham. Abraham. Nhưng tôi nghe thấy hay hơn, đúng không? Dạ, sư phụ. Nghe quý phái hơn, hoặc dân quyền. Không không, không phải dân quyền. Nghe như ông này ông nọ, phải không? Danh hiệu có thể quan trọng, không như danh hiệu của tôi. Thanh Hải. Nên Thượng Đế thương hại tôi, cho tôi một tước vị. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, nghe hay hơn. Nhưng vì danh hiệu đó, tôi đã gặp rất nhiều rắc rối. Người ta cứ nghĩ tôi vỡn mũi hay gì đó. Không, tôi chỉ cao gót thôi. Tôi bảo họ vậy. Đây là vấn đề. Có tước vị này, rồi người ta sẽ hoài nghi. Không biết bà có tước vị như thế để làm gì. Có lẽ bà kiêu ngạo hay gì đó chăng? Tôi trông có kiêu ngạo không? Dạ, không ạ. Hôm nay có lẽ không. Dù sao để làm gì, phải không? Chỉ là một tước vị. Họ không biết vào thời điểm đó, khi tôi đi khắp thế giới nói pháp, thuyết giảng,
Họ thậm chí còn không biết tôi có tước vị minh sư tối thượng nữa là. Nếu lúc bấy giờ tôi nhớ mình là Tim Cô Tu, có lẽ tôi bảo họ, tôi là Tim Cô Tu. Có lẽ họ sẽ vui hơn, nghe thân thiện hơn, nghe cảm động hơn, gần gũi hơn, dễ gần hơn, thân thiện hơn, gần gũi. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, Minh Sư Tối Thượng. Ôi trời ơi, nên tôi hỏi, còn gì nữa, Ngài muốn cho tôi những danh hiệu nào để cho tôi bị thêm rắc rối đây? Ngài muốn cho tôi rắc rối nào khác với danh hiệu nào khác, hãy cho tôi biết ngay bây giờ đi. Thì Ngài chỉ nói, tạm thời thì vậy thôi. Và rồi Ngài sẽ... Thượng Đế nói với Abraham, ta sẽ khiến con trở thành... Ngài chỉ nói con, nhưng Ngài cũng có ý nói con cháu của ông sẽ có rất nhiều, trở thành những chủng tộc người khác nhau, các quốc gia khác nhau. Và rồi nhiều vua và hoàng tử sẽ được sinh ra từ con. Đúng thế, sau này chúng ta có vua David, vua Solomon. Từ những gì tôi nhớ, có lẽ có những gì khác nữa. Ta sẽ có một giao ước với con. Giữa con và ta và sau đó giữa ta và hậu duệ của con, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Đây là một giao ước vĩnh cửu. Do đó, ta sẽ là thượng đế của con và thượng đế của hậu duệ con trong các thế hệ tương lai. Sau này ta sẽ ban cho con và hậu duệ của con đất để các con sinh sống. Ồ, có lẽ bây giờ ông ở Jerusalem. Ồ, không. Nghĩa là tất cả đất của Canaan trở thành quyền sở hữu của các con mãi mãi, và ta cũng sẽ là thượng đế của họ. Câu này cũng có trong Kinh Thánh. Truyện này kết thúc ở đây. Tôi nghĩ thế cũng tốt, bởi vì không phải như truyện thiếu nhi, vô cùng nghiêm túc phải không? Nhưng những truyện khác sau này tôi nhớ là khá thú vị và rất có tính giáo dục. Nếu chúng ta có thời giờ như vậy, nửa đêm nào đó tôi sẽ gọi quý vị dậy và nói, nào mau đi rửa mắt, đi vào phòng, phòng ghi âm, phòng họp mặt, phòng hội thảo, rồi chúng ta nói chuyện và đọc vài truyện khác. Rồi khiến tôi mệt vì phiên dịch, tôi ước có loại sách này bằng, quý vị có thể tìm hộ tôi không? Truyện Do Thái, tựa đề Kho tàng truyện dân gian Do Thái. Có lẽ có sách nào đó bằng tiếng Anh dễ hơn cho tôi. Quý vị ráng tìm trên mạng Internet ha. Dạ, chúng con sẽ cố gắng. Truyện Do Thái, ý nói truyện dân gian, truyện về loài người, có 3 quyển. Có một số truyện văn chương rất thú vị và lịch sử của người Do Thái. Người Do Thái, theo tôi thấy, họ là một chủng tộc bị hiểu lầm rất nhiều trên thế giới. Do vậy, có lẽ chúng ta nên tìm hiểu thêm một số điều về họ để chúng ta được thoải mái hơn giữa mọi người và người Do Thái. Đây hầu như một truyện đơn giản, dễ dàng. Truyện này ngoài ra tôi nghĩ một phần cũng có trong Kinh Thánh. Đa số quý vị biết về Abraham. Quý vị có nhớ Thượng Đế của Abraham cũng vào thời khởi thủy. Ngài bảo Abraham rằng Abraham phải hy sinh con trai của ông, nghĩa là giết con trai của ông để cúng dường Thượng Đế. Và Abraham đã làm vậy, ông gần như đã làm vậy. Nhưng rồi Thượng Đế nói, không, ngừng lại. Chỉ dùng cừu là đủ tốt rồi. Nhưng tôi vẫn thắc mắc kiểu Thượng Đế gì cần có cừu, giết chúng sinh cho chính Ngài. Và nhân tiện buộc tội con người chúng ta. Không chỉ buộc tội mà còn dạy không được sát sinh. Nên có lẽ chúng ta đọc thêm những truyện khác sau này và có thể tìm được câu trả lời nào đó. Tôi đọc truyện này mấy tháng trước nhưng cũng quên. Hôm nay hầu như tôi đọc truyện đó lần đầu tiên. Thế nên quý vị nghe lần đầu. Tôi cũng lần đầu. Hầu như nghe lần đầu. Tôi cũng có ấn tượng mang máng nhớ về truyện này, nhưng không nhớ hết. Cũng ổn phải không? Thay đổi không khí cũng tốt. Chúng ta có 3 quyển sách như vậy, nên chúng ta sẽ thư giãn một chút. Ồ, bây giờ mới nghe mấy cô gái cười. Mấy cô ở đâu nãy giờ? Được rồi, lần sau, truyện khác. Vậy chúng ta có nhiều, rất nhiều chuyện hay thu hút, rất có tính giáo dục. Thật sự thú vị. Rất thú vị khi tìm hiểu về người Do Thái, dân tộc Do Thái cùng với đức tin, lịch sử của họ và gian nan
mà họ đã phải trải qua từ thời của Môsê. Môsê dẫn họ qua sa mạc. Bình thường, họ lẽ ra phải tìm thấy miền đất hứa của họ. Có vẻ nhanh, nhưng họ phải mất 40 năm. Và rồi đổ máu rất nhiều, gian nan và rắc rối. Không hiểu sao họ thậm chí sống trong sa mạc 40 năm dài. Mặc dù họ đến từ Ai Cập, họ trốn thoát khỏi Ai Cập vừa đúng lúc, trước khi quân đội của chính phủ Ai Cập lúc bấy giờ thay đổi ý định và muốn tiêu diệt tất cả họ. Nhưng biển đã đóng lại, nước đóng lại, thay vào đó dìm hết binh sĩ, tách họ và binh sĩ, nên binh sĩ Ai Cập không bao giờ có thể giết họ. Nhưng họ phải lạc đường trong sa mạc qua 40 năm dài, không hiểu sao họ sống sót. Kinh ngạc phải không? Và Môsê thậm chí bảo họ phải ăn chay, người không được sát sinh. Năm giới luật Môsê đã ban cho họ, sau khi ông từ trên núi xuống lại, thật sự là phép lạ. Trên đường đi, Thượng Đế đã cho họ một số thức ăn, lương thực trời cho. Lương thực trời cho này kia, có lẽ đó là cách họ sống sót. Hội thảo của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư với nhân viên truyền hình Vô Thượng Sư vào ngày 9 tháng 12 năm 2020.